Ui, ui dồ. Hết bao nhiêu à? Một nhát vô hết rồi, bảy. Một nhát vô hết rồi. Hết rồi cái bị. Bữa giờ cái đây đã anh bị. Bữa giờ cái đây đã anh. Bữa giờ anh cứ lên nữa ôi. Lần đầu tiên. Lần tiên đang mua anh. Anh theo mình nữa, anh mới có cái đó, cái kia. Bữa anh biên gỗ đầu nó cứ lên là nó ôi anh hết rồi. Đấy. Theo chân máy anh bảy lại lầm mấy tổ em rồi, xịt cao ra. Cầm đuốc theo vậy. Gió đây mưa ra nè, không lắm á. Coi thử theo dõi thử nó tiêm anh bảy máy nhí nha. Bữa nó tiêm ảnh có một nháy mà nên nó hút ảnh coi thử mấy nháy. Hoa quá. Hoa sao? Sao ho hè? Nó chặt hè. Tao bắn chịch rồi vậy, động nó hút. Tháo máy quá vậy. Ui, tụi em ngay chút xíu nha anh em ơi. Ui. Tụi em ngay chút xíu rồi. Cũng gần 21. Một chút xíu mà nó đem cao quá. Chà, sao tịch nặng hay thì bỏ ra rồi xem. Đây, xuống đây này bảy. Bảy xuống rồi nè. Rồi em được. Rồi, rồi, xuống đã lắm. Rồi, ở đây cũng nhìn trái luôn nè. Rồi. Tịch thì coi, trèo lên coi sông. Con bảy kia nè, anh lên kia nè. Anh vô, anh vô đuốc anh lên kìa. Nem coi nó đem. Hello, hello, hello nè. Nó đem còi tét ấy. Hốc bạc. Rồi. Tháo dây ra bà nội. Tháo dây ra vô nó trơn á. Đi dính đất rồi bà, đất này trơn lắm. Đi trên cái vỏ cây này. Đi trên bành tét ấy. Cậu tháo cái dây này thì luôn mà cho chắc. Từ đầu à. Bắn lên. Để lại ra nè, để lại riêng một cái luôn nữa. Dùm. Cục mật nó thử. Nguyên một cái nó luôn. Bị là đứng dưới mà anh cũng đầu mũ hiểm không? Đầu chứ không, anh chích bẫy thôi. Bẫy đầu lâu. Chích bẫy hả? Còn bẫy cái anh vô mũ nín già nữa. Đó anh em xem mấy tổ em. Ui dù, cái cục gì trước nó phần gơ vô vậy. Cục mất á. Cái mất nó. Hello mọi người à. Cục đấy, cục bạc á. Vô bẫy vô chứ không nó lên. Ai, em đón xem nha. Có đâu cũng không bỏ gì hết. Coi là khó đi quá. Ủa, lên nét không được à? Bây lại ôm bấy là mình vừa chui vào là được. Ồ, ra. Dạ, yeah. Wow, đích chằn trái không? Wow, dạ, wow, bánh nó dạ. Không được thẳng không? Không được thẳng. Wow, dạ. Cái lúa, ừ thì cái lúa mình nằm ở đó. Kia, thường kia thử coi. Tớ hả? Wow, em ra anh em. Wow, khói quá. Wow, anh hết không? Wow, biết tránh luôn. Wow, rồi biết cái. Biết rồi, rồi biết chịt luôn à. Khiêng mặt đồ ở đây là giải mà nó không nấu không? Không nấu. Cũng là giải mà. Để mình thấy nó ấn là thiếu nó nấu chứ. Như vậy. Wow. Wow. Biết tránh luôn không? Biết tránh luôn à. Biết cũng có lỗ khui rồi. Một hai bộ. Wow, ô em nói chút xíu rồi anh em. Rồi. Anh bị anh đâu rồi chút bẻo trên ổ em mà. Giờ anh đang làm clip ấy. Anh đang ra. Anh đang làm cái clip ấy. Làm mùi dế quá.
Wow, anh em thấy cục mật kinh điển chưa? Cục mật đấy, thử anh em chung đoán thử bao nhiêu cân? Phán đoán thử mấy cân mày? Đó, nó kéo vô nó nấu mà có chút xíu xíu trong ấy. Ủa em biết được 8 lít trong ấy chứ. Wow, wow, biết chịch cơ. Wow, cái sao vậy chứ? Để cái lá cho cái dây tôm hồn. Ồ, nó biết sao hả? Giống cái cây, em rủi quá đi. Em quá to luôn hả? Wow, yêu. Em thấy. Con này nó ngược, tóc phui. Thấy không? Chưa đẩy mặt ấy. Ra Hàn Quốc rồi mới chầm dày luôn ngang. Ôi 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 ôi. Vô mấy ngàn tìm. Tìm mấy. Vậy. Xong rồi, xong rồi, xong rồi. Đưa bé không? Qua vô mấy. Ôi, vô còn nó bù điện thoại. Muốn muốn. Ôi, đưa cái điện thoại vô ống khói không? Tìm cái điện thoại vô quá nó dậy. Nó chịu mà cứ quay quay nó vậy nó tìm nha. Ôi. Ừ. Mưa mưa là hồng lắm. Ôi. Anh bật cái đấy là nó dưới sông vô. Cái đấy trong dây đấy. Ờ đấy. Ôi. Tìm mấy dữ quá anh em à. Tâu. Tâu nó phức nén rồi. Kiếm chỗ nó tìm mà nó tìm không được không lúng. Ôi. Chụp. Ôi nó ra ăn chích ấy. Em nói wow nó hung điện thoại dữ quá. Wow. Chỗ mấy làng cái bánh thì bự dữ vậy. Hào bánh quá vậy không? Mấy thiếu bánh nó hào quá. Wow. Nó tìm điện thoại dữ quá. Ôi tay cái đây, tay à. Xong luôn. Nè. Lộn vào lưới vô cái này có cái bao tay già kia mà nó định cầm mà không cầm không dạy được cái cờ ra cối thôi. Wow, yo, cục mật rồi. Wow, mở quá cái ngọng nó quay ngon á. Coi nó phân nó lâm ấy. Nó đang tìm mật chứ không phải nó ấy. Đang tiêm ấy. Đang tiêm. Wow. Wow. Cái cây đồng vô. Kiếp. Kiếp đen. Wow. Yo. 1 gang. 2 gang. 3 gang. Cô theo 2 gang. Wow. Yo. Ông kia. Đây là chơi. Ông nậu kia. Ông kia. Wow. Yo. Đồ hủ là to có mặt không? Ôi yo. Thú to có mặt ra được hơn hơn nét. Thú nhỏ quá. Đồ anh ôm điện thoại làm gì anh ghẻm gì đó nào tìm nữa đâu. Xác đích nó mà bị uống xuống. Ôi yo. Mà nó đang ngược sáng nó. Xấu quá nó xem. Không không. Trời luôn. Trời luôn. Ừ. Nhiều cũng mang là thả dây. Vậy mà dám này dám nói nhiều cũng mang. Uầy 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 cái ba lô cũng chiến quá à. Ba lô chiến tới à. Uầy uầy. Khiếp đen. Uầy uầy. Nó cũng tiếng đợt hay chứ không ai đợt đâu. Chúa mà. Đủ quá nhờ để lạc mà gẹp ổ em anh. Ôi dồi. Hần cơ. Đây sao nước lạ quét nhất ổ. Có hôm nào nó lọt rồi. Bịt bịt rồi. Ôi dồi.
Hà Giang mà. Thấy nó chuyển khác rồi. Đây một Hà Giang, hai Bà Tá rồng nữa. Bà Tá mình nói. Thôi, thôi, em không bị hút á. Cái Hà Giang à? Chút nữa lên dòng này cũng ngược lại đó. Nước nữa lên dòng này cũng ngược lại cái gì đó. Ngược lại thôi. Thì xuống đây chết à. Nước thì xuống rồi. Thì xuống rồi. Hay tào lao à? Có con nào ông Phúc ổng đi đưa cái này mà. Ông đi đầy không? Quầy giò khúc mật tấu quá nghỉ đỡ đẹp ông vua mà được dưới xìa lên nhà không sáng nó mất không có đồ sáng quầy giò một nhát vô hết rồi bảy một nhát vô hết rồi bữa giờ cái đây đã anh bảy bữa giờ cái đây đã anh. Bữa giờ anh cứ lên nữa ôi. Lần đầu tiên. Ôi, lần tiên đang mua anh. Anh theo mình nữa, anh mới có cái đây anh cắt cái. Bữa anh biên gốm đầu nó cứ lên là nó ôi anh có rậu. Chứ mà cái khu này bữa giờ nó ấy quá mà. Cái rừng này nó có độ ấm. Cái bữa bên kia thấy nó kỉnh cậu sao kỉnh quá cày bông ui giờ thấy mặt bé không bị đây oh. anh đốt luôn cái cục nấu cái hàng trên rớt cái bánh thịt quả cái hàng tém luôn à rộn là anh phát nữa. Rồi kéo cái miệng ba lô lại với đồ mà nó ổn ra ngoài nha anh Bị. Dạ. Kéo ba lô lên luôn. Kéo ném cái quay ba lô luôn với đồ mà nó ổn ra ngoài cái đồ. Chạy lại cũng kịp đâu. Ý ý ngay ra làm bịt đi rồi. Cách một cục rồi bây giờ con miệng ba lô. Kinh đấy mà. Nhắc đấy rồi còn cục nấu nhỏ lắm kìa nữa. Anh mà làm nhắc nữa chứ sao hết được. À, nhắc hả? Đồ coi dao máu đồ anh chết đã quá. Đồ anh vừa vào anh sáng chút anh. Giờ mới đẹp chút rồi. Ôi trời. Thôi em siêu mặt rồi anh em không? Ôi. Một chiến cân chiến anh. Em lắc lắc quá. Đi đường cái là thấy đi dưới kia ông nội ở đây coi qua coi nó lên. Ôi. Lúc bà lô. Lúc bà lô thành công ha. Lúc bà lô đâu. Còn cục chứ ấy. Cục này tính sĩ quá. Giờ là họ muốn khách nhận không trúng được ha. Ừ. Đi chặt rồi. Trời. Hèn gì này thấy nút là lạ lạ. Mày dùng thú bị xuống dưới bị đi đâu luôn rồi á xuống đi xuống lạnh không thú là bị xuống lạnh thú bị đi tập lòng được mau xem cái dao bu rồi kìa đợi á lâu quá không vô không vô giúp cái cây đút rồi đó dao bé quá cách cái lùng gió không được cái bên kia không còn miếng lạng vô đó sạch sạch rồi do nó nấu lại kia vô đây cạo sạch luôn ừ. Cạo luôn sạch ý cạo rồi sạch rồi đấy chào ông đảo quá đâu mấy bữa cạo hết trễ chứ dầu mưa anh cắt xuống quầy cái gô hộp đâu được quá bữa đó mình cạo nó đâu có làm ủa. Đâu có vô kia đàn tao nem 10 phần nem xéo 10 phần rồi 3 gang mà
Không, mặc vô ba lô ổn định. Hai là mấy là siêu khủng vô. Là mang xuống. Mang vô. Lấy gì? Có dây không? Dây thả xuống rồi anh Thiện. Không. Lấy cái đút phủi cái bầy em ngoài cho nó vô hàng. Quý cái ổ nó bô vô liền rồi nó cũng bỏ đi. Nó ổ cái gì vô kính đen anh. Giờ hành nén nội ngon nhá, không lại mình nhiều trắng. Lai giật giật cái dây nghe ra hết. Để mà là ấy quá lâu. Quá tàu lâu. Thôi nó dính cái dây nha. Dính dây. Rồi thả luôn đi. Cầm mày đuốc lại. Thấy, mềm thấy. Mặc xuống coi. Đâu. Hả? Quay vô. Chịt lít, chịt lít. Vừa quá. Ừ. Đây. Kéo dây vậy. Chắc bị à? Bị màn tháo méo. Chín đi có chắc rồi. Chục rồi mới chín. Rồi, rồi anh em lại đây đoán xem cái cục mật nha. Không mơ quỳ, quá mơ. Cái gì? Tim ấy. Đuốc, đuốc nó rớt không nổ. Không với ai. Uầy xìu. Cái lúc ba lô đó là cái gì nữa. Uầy ạ. Bữa đó thử luôn cái bẫy không. Giờ có bẫy đồ mạnh bị mở phải xách lên cho ai đâu xách nấu. Trời ơi không chết đâu. Chết chấp rồi. Uầy nó biết đá rồi. Uầy ạ. Tháo mẫu. Được. Wow, giờ có con nhộng nhộng kéo ra chút làm quá. Wow, bên này cũng có con. Wow, mặt ấy. Con đợi chút lặn này. Mặt đẹp không? Wow, mặc đúng bài luôn. Mặc đúng bài luôn. Đúng đẹp đấy. Cái mạch bích nó ấy. Quay mạch bích nó. Mi quá đấy. Đấy, đúng rồi. Wow. Đấy, chục lít không bà con? Dư chục lít. Con chịch. Lấy gì lấy lót vô. Lấy bao. Đau, cứng cứng không bạn ấy. Bạn ấy bị coi cơ, lấy bao lô ấy. Không, chào tạm biệt anh em nha. Đó, làm hả? Lửa. Đấy, được. Lửa... Cho em chạy ra. Lửa em non với phấn hoa ra. Nhớ subscribe theo dõi anh Bảy nha. Đây anh Bảy, đây là anh máu vừa hút. Chục ký mật xuống đấy. Chục lít chứ, chục ký nha. Chục ký, tiêu đi à. 20 ký. Ký mà. Bye anh em nha.